Chào mừng anh em đã quay lại với duytom.com. Trên Facebook hôm trước mình có đăng một bộ máy medium format có giá 299 triệu và được anh em quan tâm nhiệt tình. Vì vậy hôm nay mình quyết định sẽ đến tận shop Sông Hồng Camera để được trực tiếp cầm sờ nắm em nó trên tay. Chuẩn bị đi thôi các bạn. Được rồi đi thôi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Và cuối cùng chúng ta đã đến Sông Hồng Camera. Giờ ta sẽ cùng vào chào anh Phan Cao, chủ shop. Em chào anh. Chào. Sông Hồng Camera đó. Rất nhiều các sản phẩm ở đây, chúng ta thấy rất nhiều sản phẩm. Đấy, rồi anh em có thể đi qua đây để trải nghiệm, để uống cà phê, để nói chuyện với anh Cao, là một người rất là vui tính. Giờ anh Cao bây giờ sẽ đập hộp cho anh em mình cái AC Blend này. Bộ này có 3 ống kính, ống 80mm, đây là chiếc 45mm, chiếc máy của chúng ta gắn trên máy này là 21mm. Như cái máy này là mình phải nhờ anh Cao lấy ra chứ mình không cần lấy vì nó sợ đột tay cái là không cần tiền đâu là đẹp. Thực ra là bộ này cũng không phải là quá đắt tiền đâu. Nhiều bộ Canon Nikon mà Sony đời cao một chút là cũng tầm tiền này hoặc có khi gần nhiều hơn đấy. Cái trông rất đẹp. Máy mình thích nhất cái thiết kế và cái chế tạo. Cái chữ handmade in Switzerland tức là làm bằng tay ở Thụy Điển. Áo pin thì cũng tương tự như một số các model của Leica. Cái cách mà nó tháo pin ra nó cũng rất là kiểu công nghệ cao, high tech. Công tắc ấn bật máy đây, mình giữ tay một chút, máy sẽ được khởi động. Màn hình trên này nó rất to, số nó rất ràng, to luôn. Rõ ràng. Mình cũng thích cái chế tạo cái cụm điều chỉnh các mốt chụp ảnh. Khi mà chỉnh xong mình có thể ấn xuống. Và khi mà mình muốn thay đổi các mốt chụp ảnh thì sẽ ấn một phát nữa là mình sẽ nhô lên để cho mình chỉnh rất là dễ dàng. Các chế độ chụp thì cũng như các hãng khác thôi, cũng có program và có 4 speed, chế độ chuyên là MQ này là một chế độ quay, tức là để chụp yên tĩnh. Video điều khiển thì mình sẽ ấn vào cái biểu tượng này và màn hình cảm ứng. Chúng ta có kết nối với USB này, có wifi rất là hay, là mình khi mình muốn phát wifi mình bật công tắc phát lại xong thì ở trên này có biểu tượng wifi đang phát, không có thì mình tắt đi. Quality là chất lượng ảnh, thì có RAW JPEG và JPEG không này. Đây là về thẻ nhớ máy có hai khe thẻ nhớ SD thì mình có thể dùng thẻ SD tốc độ cao khoảng 300 MB/s thì chụp file RAW cũng thoải mái. Đây là phần điều quality về quay phim được 2,7K 2,7K 30 hình/s 29.97. Mặc dù nó là máy medium format nhưng mà kích thước cũng khá là gọn nhẹ, chỉ tương đương với những chiếc DSLR phổ biến. Và khi đặt các máy so sánh thì một điều kỳ quái đã xảy ra, chiếc máy to con bự nhất Olympus thì lại có cảm biến bé nhất. Chiếc full frame 5D Mark 3 thì cũng cơ bắp cuồn cuộn với chiều dày to hơn hẳn. Chiếc HC Blast X1D2 nhỏ gọn như Sony A7 Mark 2 với thiết kế rất đẹp, hiện đại và thanh lịch. Khi so sánh cảm biến thì nó cũng là một minh chứng rất cụ thể cho câu nói, bề ngoài không nói lên kích thước. Có thể một anh chàng nhỏ gọn như HC Blast nhưng lại có kích thước cảm biến vô cùng lớn, trong khi các anh chàng có ngoại hình lực lưỡng kia lại có kích thước khoai Hàn Quốc. Nói vui vậy thôi chứ mỗi máy một mục đích, nhưng công nghệ mà HC Blast giúp đưa cảm biến khổng lồ vào thân máy nhỏ như vậy cũng là điều quá tuyệt vời rồi. Và giờ mình được cầm combo 300 triệu này để trên tay một lúc, phải nói là cảm giác rất rất thích các bạn ạ. X1D2 có màn hình cực lớn, các thông số trên màn hình hiển thị to nhất trong các máy mình từng biết. Về cách điều khiển thì cũng rất đơn giản, để chỉnh ISO ta ấn nút ISO ở đây, sau đó xoay bánh răng chính này. Đây cũng là bánh răng để chỉnh tốc độ, còn bánh răng chỉnh khẩu độ nó nằm ở ngoài này. Ngay cả cái nắp lens nó cũng rất đẹp, rất chỉnh chu và mình đoán nếu mua thì cũng không hề rẻ các bạn ạ. Nếu nói về giá tiền thì combo hàng lướt này thực ra lại là rẻ.
Bởi vì nếu các bạn mua combo full frame cao cấp như Canon R5, R3 hoặc Sony A7R 4, A1, cả máy lẫn lens thì cũng phải đạt đến 300, thậm chí 400 triệu chứ không hề rẻ. Với giá 299 triệu mà có hẳn medium format thay vì full frame thì cũng là điều đáng cân nhắc. Hôm nay thì mình chưa được chụp thử để trải nghiệm nên đây chỉ là video trên tay mà thôi. Các bạn có thể tham khảo chất lượng HC Blast, vốn là chuẩn mực thế giới nhiếp ảnh, có rất nhiều ở trên mạng. Đặc biệt sông Hồng Camera 44 chẳng thi, cảm giác được cầm chiếc máy công nghệ cao đến như vậy thật là giao dịch khó quên. Mong rằng thời gian tới mình sẽ có cơ hội để thực sự cầm X1D2 ra ngoài thực địa để trải nghiệm. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.